Hi, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Và video hôm nay thì mình sẽ đi quay cho các bạn xem con đường ra đường gì đây, như là Nguyễn Xuyền vậy nè. Sao các bạn nó mắc rồi? Các bạn mắc rồi. Đó, cái đường này các bạn. Có tên đường mà như các bạn bị rớt rồi hay sao á. Để mình coi thử cái tên đường là gì. Đường này hồi xưa là mình đi tắt lên đường Nguyễn Nghiêm á. À, đường Nguyễn Xuyền nha. Đường này là đường Nguyễn Xuyền. Đường Nguyễn Xuyền nó có một đoạn đó các bạn. Chút xíu cũng là bên đường không?